Xin chào các bạn, trong video này cùng mình nhân giống cái sen đá hoa hồng nha các bạn. Những cây hoa hồng rất là dễ thương này. Mình sẽ quay video từ khi mà mở hộp đến lúc mà nó phát triển được 3 tháng nha. Cây chùm này có nhiều lắm, mình sẽ cắt ra nha các bạn. Cắt ra để nhân giống và trồng ra riêng từng chậu một. Cái loại hoa hồng này nó hơi khó trồng cho nên các bạn cần phải mua đúng đất và trộn thêm đá trân châu vào nha các bạn. Mình mua đây là đất để dành riêng cho sen đá đó. Mình cùng trộn đất nha các bạn ơi. Mình sẽ trộn hai cái đất của sen đá và một cái đá trân châu nha các bạn. Mình chỉ vặt những cái lá khô tí xíu này ở dưới thôi nha các bạn, không có vặt hết lá khô. Người bán chỉ mình như vậy đó. Còn cây này á, thì mình sẽ vặt hết lá luôn nha các bạn, để mình so sánh coi là không vặt lá và vặt lá nó sẽ phát triển như thế nào, có kỳ khác không nha. Mùa hè cho những cái hoa hồng này nó không có xòe nha các bạn, nó đang ngủ và nó cũng không có cần nhiều nước nữa, mình cũng tưới ít nước thôi. Mình sẽ thử cắt một cái ra để mình nhân giống nha các bạn. Lần đầu tiên mình trồng cho nên mình cũng chưa biết cách trồng này đâu, mình cắt về để đó 2 ngày sau mình mới trồng vào đất nha các bạn. Sau 2 ngày thì cái vết cắt nó khô rồi các bạn, mình sẽ trồng vào đất nha. Rất là dễ thôi, các bạn chỉ cắm nó xuống đất là xong thôi. Sau khi trồng 7 ngày thì mình mới tưới nước nha các bạn, và mình tưới cũng rất là ít và chỉ tưới xung quanh, không có tưới lên lá nha các bạn. Sau khi trồng được 3 tuần thì mình sẽ đem ra đi phơi nắng sáng nha các bạn. Chỉ phơi nắng sáng thôi, không có phơi nắng trưa nha. Cây này, cây Lola đã lên cái màu hồng rất là đẹp luôn các bạn. Mình thêm một tí xíu đất nha các bạn. Mấy cây này nó hơi ít đất, mình thêm đất. Mình đem đi phơi nắng nhưng mà mình quên đem vào cái bữa nắng trưa cho nên nó bị cháy đây các bạn. Cho nên nó rất là dễ bị cháy, các bạn phải chú ý chỉ phơi nắng sáng thôi nha. Trước 10 giờ sáng là tốt nhất. Đừng phơi các em nắng trưa nha các bạn. Phơi nắng sáng như thế này, nắng mát dịu như thế này là tốt nhất rồi các bạn. Và mình chỉ tưới nước một tuần một lần và tưới ít lắm nha các bạn. Và các bạn cũng có thể tưới một tháng tưới 2 lần cũng được. Các em hoa hồng này là các em ngủ vào mùa hè và nó sẽ không có cần nước nha các bạn, cần ít nước thôi. Các cây hoa hồng tím này đã ra rễ đây đó các bạn. Mình rời cái lá thì mình thấy nó cứng và nó phát triển đây đó các bạn, rất là đẹp luôn. Hồng xanh đi các bạn. Hoa hồng xanh bây giờ bắt đầu đã bung lá ra rồi các bạn ơi, nở bông ra rồi. Có mấy cái này nó chưa có nở ra đây. Nó lần trước bị cháy nắng chắc là hơi bị yếu cho nên chưa có nở ra. Còn mấy cái này nở ra đẹp quá các bạn. Và đây là 2 cái mình cắt ra nhân giống đó các bạn. 2 cái, một cái là mình vặt lá khô, một cái mình không vặt lá khô, nhưng mà bây giờ thì nó nở ra giống nhau hết rồi các bạn. Cho nên mình thấy là vặt lá khô hay không vặt lá khô nó cũng giống nhau thôi. Đó là hoa hồng xanh mình nhân giống đã thành công này đó các bạn ơi. Còn đây là hoa hồng tím, khi mới mua thì nó hơi tím tím mà phơi nắng nó có lên tím, nhưng mà bây giờ nó nở ra thì nó không hết tím đâu các bạn ơi. Bây giờ nó nở bung hết rồi. Lúc trước là nó là chung nhau hết nha các bạn, chung một mẹ đó. Mình cũng không biết cây nào cây mẹ nữa, nhưng mà mình cắt ra đây các bạn. Cắt ra và tất cả đều rất là tốt luôn, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Vậy là mình thấy là nhân giống cây hoa hồng này nó rất là dễ nha các bạn. Chỉ cần cắt ra, cắm xuống là nó lên thôi à. Nhưng mà mình phải dùng đất ráo nước và không có tưới nước nhiều nha các bạn. Và đây là 2 loại hoa hồng khác nữa đây các bạn. Nó khác nhau đó các bạn thấy không? Đây là tất cả hoa hồng của mình ở đây các bạn ơi. Rất là đẹp luôn.